Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, nữ mạng. Đa phần những người này thường có đức tính cần cù, chịu khó, nhẫn nại, vượt thời gian. Bởi vậy, họ thường đạt được những mục tiêu trong cuộc đời đặt ra. Và sau đây là chi tiết vận trình của bản mệnh nữ mạng từ gia đạo, công danh, sự nghiệp, tình duyên và sức khỏe. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem. Gia chủ nữ mạng Quý Sửu sinh năm 1973 có cung mệnh thuộc cung Tốn, mạng Tăng đố mộc, cây dâu, xương con trâu, tướng tinh con cua biển, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nữ mạng Quý Sửu sinh năm 1973 thông qua bài thơ sau. Quý Sửu số cô như là tăng đó mạng mộc cuộc đời ít lo, mùa thu sinh lỗi khó khăn, cuộc đời gian khổ phải lo tháng ngày. Mùa xuân sẽ mới vui tươi, thanh nhàn sung sướng cuộc đời lên hương, số cô thừa nhỏ gian nan, tưởng đâu đã chết ngày nay đâu còn. Nhưng nhà thờ đức cha ông, ngày nay ăn hưởng cuộc đời ấm no, số này tự lập một mình, thắp phương cầu thực gia môn an hòa. Họ hàng thân thích chẳng trông, cũng như giá lạnh đêm đông đưa tàn, lúc nhỏ chẳng đặng ăn nhàn, trở về hậu vận, gia đình vui tươi. Tổng quan, nữ tuổi Quý Sửu hiền lành và xinh đẹp, chăm chỉ, cần cù và chịu khó. Cả cuộc đời phấn đấu làm việc, nhưng khi gặp phải những khó khăn cản trở, thì lại có người giúp đỡ. Vận mệnh ít gặp may mắn về tiền bạc, phải tự mình phấn đấu vươn lên, cuộc sống thăng trầm có nhiều sóng gió. Bước sang tuổi trung niên vẫn gặp nhiều vất vả. Khi về già mới bắt đầu được hưởng phúc từ con cái, cuộc sống an nhàn, đỡ vất vả hơn. Tổng kết, phụ nữ Quý Sửu cuộc đời có nhiều khổ cực, công danh sự nghiệp hầu như không có, trung niên vất vả nhưng được hưởng phúc về già. Nữ mạng tuổi Sửu hưởng thọ từ 70 đến 81 tuổi, nếu ăn ở phúc đức, hướng thiện thì sẽ được gia tăng niên kỷ. Tình duyên, nữ Quý Sửu đường tình duyên có nhiều trắc trở và lận đận. Sinh vào các tháng 3 và 7, 12 âm lịch, những người này sau kết hôn thường vất vả, nhiều khó khăn. Trong cuộc sống hôn nhân phải chịu nhiều vất vả và khổ cực. Những điều không may mắn đôi khi làm hai vợ chồng có những xích mích nhỏ. Nếu hai người tin tưởng và tôn trọng nhau hơn thì cuộc sống nhất định sẽ khác. Sinh vào các tháng 4, 5, 8 và 11 âm lịch, cuộc sống sau hôn nhân của nữ Quý Sửu có nhiều điều buồn phiền và lo âu. Tuy nhiên nếu kết hôn lần thứ hai thì họ sẽ nhận được sự yêu thương từ phía người kia và có cuộc sống an nhàn, bình ổn. Nữ tuổi Quý Sửu sinh vào các tháng 1, 2, 6, 9 và 10 âm lịch thì vận số rất may mắn. Tuy trong cuộc sống có đôi lúc vất vả nhưng họ lại được hưởng tình yêu thương trọn vẹn từ phía người chồng của mình. Gia đạo công danh. Gia đạo, hầu hết những người tuổi này thường có cuộc sống gia đình khá yên ổn và đầm ấm. Nữ Quý Sửu đều là những người phụ nữ rất chuẩn mực nên rất biết cách quan tâm chăm sóc các thành viên trong gia đình, giúp không khí trong nhà luôn thoải mái và êm ấm. Công danh, hầu như không có, nếu có thì cũng chỉ phát triển mạnh nhất vào thời điểm trung niên, tuy nhiên cũng không giữ được lâu. Sự nghiệp, trong cuộc đời gặp phải nhiều cản trở và vất vả. Không may mắn, con đường sự nghiệp gập ghềnh, lúc lên, lúc xuống, không ổn định. Bước sang tuổi trung niên thì mới có dấu hiệu ổn định và dần phát triển. Để tăng cường vận trình công danh sự nghiệp, bản mệnh hãy mang theo bên mình vòng tam hợp Quý Thần, Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu được làm từ gỗ huyết long. So với các loại gỗ khác khi vừa chế tác xong thì có mùi rất thơm, nhưng nó sẽ phai nhạt theo thời gian và dần sẽ hết mùi. Còn đối với loại gỗ này thì khi chế tác thành những chiếc vòng tay sẽ không hề có mùi thơm. Nhưng khi đeo một thời gian, được tiếp xúc với ánh sáng, mồ hôi, hơi người thì chúng bắt đầu tỏa hương thơm thoang thoảng, dịu nhẹ, tạo cảm giác rất dễ chịu cho người đeo. Bên cạnh đó, vòng còn được kết hợp cùng với ba viên đá mã não màu đỏ có các hình linh vật tam hợp. Tỵ Dậu Sửu, nhóm này được gọi là nhóm tam hợp kim cục, khởi đầu từ Tỵ Hỏa tiến tới Dậu Kim rồi đi vào Sửu Thổ. Sử dụng vòng tam hợp để chiêu mời quý nhân, dựa vào lực tam hợp của quý thần mang lại may mắn, tài lộc, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại sau lưng. Khi không còn điều xấu thì việc tốt đến với mình, mà từ đó tài lộc, hạnh phúc sẽ đến với mình. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận.
Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tuổi hợp làm ăn. Trong công việc, nếu nữ tuổi Quý Sửu có những ý tưởng kinh doanh hay đầu tư thì nên chọn các con giáp sau đây để hợp tác thì sẽ rất thành công. Đó là Quý Sửu, Ất Mão và Đinh Tỵ. Những con giáp này sẽ là một sự trợ giúp vô cùng vững vàng, đem lại may mắn tài lộc cho Quý Sửu. Lựa chọn vợ chồng. Kết hôn với các tuổi Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Tân Hợi thì Quý Sửu sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, giàu sang, phú quý. Mệnh của hai vợ chồng sẽ giúp cho sự nghiệp công danh của hai người đều có những bước tiến vượt trội. Không những vậy, kết hôn với một trong những tuổi này sẽ mang đến may mắn về mặt con cái cho nữ tuổi Quý Sửu. Nên duyên với các tuổi Bính Thìn, Mậu Ngọ, Nhâm Tý thì cuộc sống tuy cũng có nhiều vất vả và khổ cực nhưng lại khá hạnh phúc. Kết hôn với một số con giáp trên thì Quý Sửu tuy không có vận may về tiền bạc nhưng lại có vận may về con cái, về già được hưởng phúc, cuộc sống an nhàn, bình yên. Nữ Quý Sửu không nên kết hôn với các tuổi sau, Giáp Dần, Canh Thân, Bính Dần. Nên duyên với một số các tuổi này thì cuộc sống sau này của Quý Sửu sẽ rất khó khăn và vất vả. Họ phải cố gắng nhiều mới có được một cuộc sống yên vui. Khi lựa chọn tuổi kết hôn thì nên tránh các tuổi sau đây, 21, 23, 27, 33, 35, 39 tuổi. Theo tử vi số mệnh, nếu nữ Quý Sửu kết hôn vào những tuổi năm này thì cuộc sống sau hôn nhân sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh và vợ chồng không thuận. Tuổi Đại Kỵ, không nên hợp tác làm ăn với các tuổi Nhâm Tuất, Canh Tuất. Đây là hai tuổi Đại Kỵ với tuổi Quý Sửu. Nếu làm ăn hợp tác trong kinh doanh với những tuổi này sẽ khiến cho Quý Sửu nhiều lần gặp phải khó khăn. Cũng không nên kết hôn với những người này bởi sẽ có thể cuộc sống vợ chồng vất vả, nhiều điều phải lo. Năm khó khăn nhất, nữ Quý Sửu khi bước vào các năm 24, 17, 31 và 43 tuổi thì không nên lập gia đình hay làm những vụ đầu tư, kinh doanh lớn. Bởi đây là những năm có hạn trong năm, có thể gặp nhiều khó khăn, cản trở, hao hụt tiền bạc. Bản mệnh có thể sử dụng pháp khí phong thủy để hỗ trợ xuyên suốt vận trình cho mình. Sử dụng bát bảo tâm kinh, vật phẩm chư tài nạp phúc hàng đầu của nhà Phật, được các bậc thầy phong thủy khuyên dùng. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép. Mặt ngoài cùng chính là tám pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Trước khi bắt đầu làm một việc trọng đại nào đó thì nữ Quý Sửu cũng nên chú ý tới ngày giờ xuất hành sao cho công việc thêm thuận lợi và đem lại nhiều may mắn. Xuất hành vào giờ chẵn, tháng chẵn, ngày lẻ là tốt và phù hợp. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, những năm này Quý Sửu tập trung vào việc phát triển sự nghiệp. Bước đầu có những khó khăn nhưng sau đó dần dần có dấu hiệu khởi sắc và bền vững. Tuy nhiên trong tình cảm lại không thuận lợi, cần chú ý nhiều hơn với những người có ý đồ muốn tiếp cận, kẻo tiền mất tật mang, bị phản bội tình cảm. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, những năm này sự nghiệp phát triển, nhiều vận may, có số hưởng tài lộc. Trong những năm này tình cảm phát triển mạnh mẽ và có hỷ sự, cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc, yên vui. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, trong những năm này gặp nhiều vận may về tài chính, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ. Cuộc sống gia đình tuy gặp nhiều khó khăn tình cảm của các thành viên không được tốt đẹp nhưng lại rất nhanh được cải thiện. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi,
năm 39 tuổi gặp phải đại hạn có khả năng làm suy giảm nguồn tài chính của gia đình, ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng con cái. Do vậy, cần chú ý thận trọng hơn, hạn chế làm các cuộc giao dịch đầu tư tiền bạc cẩn thận với những người có dã tâm. Ngoài ra nên quan tâm chăm sóc gia đình nhiều hơn để hàn gắn lại tình cảm. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, những năm này nếu đầu tư kinh doanh sẽ rất thành công và thu được một khoản lợi nhuận đáng kể, có vận may tài chính tiền bạc. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, những năm này gặp nhiều chuyện vui trong cuộc sống, được hưởng phúc từ con cái. Từ năm 51 đến năm 53 tuổi, chú ý hơn tới vấn đề sức khỏe của bản thân. Trong những năm này bắt đầu có dấu hiệu của các bệnh tuổi già nên nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn uống đầy đủ và thư giãn giải trí. Từ năm 54 đến năm 60 tuổi, công việc nên giao lại cho con cháu. Trong khoảng thời gian này nên tập trung vào việc điều dưỡng sức khỏe, tránh suy nghĩ lao lực quá độ, dẫn tới các vấn đề sức khỏe khác nảy sinh. Bổn mạng trong những năm này có nhiều thay đổi tốt, lúc tốt, lúc xấu, do vậy mà cần phải thận trọng hơn khi xuất hành đi xa. Thưa quý vị, xem tử vi chọn đời chính là cách để chúng ta biết được vận trình cuộc đời của bản mệnh sẽ ra sao. Nhờ vậy mà mỗi người sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai sắp tới. Tuy nhiên, bạn cũng nên nhớ những luận giải này chỉ là mang tính tương đối. Bạn không nên quá bi quan, chán nản nếu như vận mệnh của bản thân không thực sự thuận lợi. Bởi như chúng ta vẫn hay nói với nhau rằng, đức năng sẽ thắng số năng. Sống tích cực sẽ có được kết quả tích cực.